Chào tất cả các bạn, không biết các bạn đã từng uống cà phê trứng bao giờ chưa ha? Và ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ cho các bạn làm cách nào để có một ly cà phê trứng tại nhà thơm ngon và bổ dưỡng. Bây giờ mình sẽ đập trứng ra và chỉ lấy lòng đỏ trứng gà thôi nha. Các bạn có thể đập một trứng hoặc hai trứng tùy thích. Bây giờ các bạn pha 3 muỗng cà phê. Trong lúc đợi cà phê chảy xuống thì bây giờ mình sẽ đánh trứng ra nha. Trứng thì mình sẽ cho 3 muỗng đường và mình sẽ đánh cho nó tơi ra thành kem luôn nha. Bây giờ mình sẽ bỏ trứng vào cà phê, sau đó lấy muỗng khuấy lên. Ok, và bây giờ các bạn có thể thưởng thức ly cà phê thơm ngon của mình rồi. Chỉ trong vòng 1 phút mà em đâu có thể chỉ cho các bạn một cái chiêu, một cái cách làm rất là tuyệt vời. Ok, nếu các bạn thích thì hãy like và đăng ký video này nha. Chúc các bạn thành công.